rất là lớn, nó rú ga ở trong màn đêm ấy, kể không cứ là buổi đêm mà kể cả buổi tối bình thường thôi. Trong nhà nhiều khi xem tivi này hoặc là gọi điện thoại là hầu như là không nghe được, như khi mà xe đi qua. Cứ sau những cái đợt đèn đỏ một cái thì là cứ có một vài cậu là đợi ở đây, thế là dừng đèn đỏ cái thế là thôi là đi, thế là rú ga mà đi với xe tốc độ là tương đối lớn, phân khối lớn, xe là xe lớn. Thank you.